bộ phim điện ảnh kinh dị về phụ nữ mới nhất năm 2023, cải biên từ tiểu thuyết Motherhood của nhà văn Kanae Minato chấn động dư luận. Nhắc nhở bạn nhé, đây thật sự là một câu chuyện nhìn có vẻ như là về tình mẹ ấm áp nhưng lại bao hàm một cảm giác nghĩ mà thấy sợ, khiến bạn không rét cũng phải run. Không nói nhiều nữa, bắt đầu câu chuyện thôi nào. Đầu phim là một cô bé bị treo cổ trên một cái cây to trong sân nhà. Tạm thời chưa chắc chắn là bị giết hay tự sát, nhưng những người bên cạnh cô bé đều cho rằng người khả nghi nhất là mẹ của cô bé. Lúc này, mẹ của cô bé đang sám hối trong nhà thờ. Từ quãng đời được gọi là hạnh phúc đã qua của cô ta, chúng ta cũng cảm nhận được hai đoạn tình cảm mẹ con khác thường khiến người khác phải ngạt thở. Nữ chính của câu chuyện Rumiko luôn trăn trở về một vấn đề, đó chính là cô không biết phải làm sao để yêu thương con gái mình bằng cả trái tim. Trong suy nghĩ của Rumiko, gia đình cô hạnh phúc vô cùng. Đặc biệt là mẹ cô, bà luôn bao dung cô vô điều kiện. Bất kể cô làm chuyện gì bà cũng sẽ khen ngợi có thừa. Đương nhiên cô cũng luôn làm những việc có thể khiến mẹ vui. Ví dụ trong lớp học vẽ, Rumiko cực kỳ ghét một người bạn học tên Tanaka và tác phẩm của anh ta. Vào một lần tình cờ, mẹ Rumiko đến tham quan triển lãm tranh của lớp học vẽ đó, bà đã bất ngờ khen ngợi không dứt miệng về tác phẩm của Tanaka. Đây là lần đầu hai mẹ con nảy sinh mâu thuẫn về cùng một vấn đề. Vì thế, Rumiko đã lập tức thay đổi cách nhìn của mình về Tanaka, cũng bắt đầu học cách thưởng thức tác phẩm của anh ta, thậm chí còn chủ động đối xử tốt với anh ta. Khi cô học theo mẹ mình khen ngợi tác phẩm của Tanaka, vẻ mặt và lời nói của cô đã thành công khiến anh ta nảy sinh hảo cảm với cô. Vì thế, bức tranh của Tanaka mà mẹ Rumiko thích nhất đã được gửi tặng tới và được treo trên tường nhà cô. Qua lại không bao lâu, Tanaka đã bắt đầu cầu hôn Rumiko. Nhưng đứng trước thời khắc quan trọng này, Rumiko lại không hề đưa ra câu trả lời đồng ý hay từ chối. Cô nói với Tanaka là muốn đưa anh về gặp mẹ mình. Nếu mẹ cô thích anh, cô sẽ đồng ý kết hôn với anh. Quả nhiên, mẹ Rumiko không chỉ thích tranh của Tanaka mà còn vô cùng hài lòng về con người anh. Bà nói với con gái rằng Tanaka như một hồ nước bình lặng sâu thẳm, Rumiko lại như ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Hai người ở bên nhau vừa khéo bù đắp tính cách cho nhau. Mẹ đã nói vậy rồi, Rumiko liền không chút do dự muốn xây dựng gia đình với Tanaka. Cho dù bạn học của cô Mitsuko đã từng nhắc nhở riêng cô rằng mẹ của Tanaka là người khó chung sống xa gần đều biết. Dù lần đầu đi ra mắt mẹ chồng tương lai, Rumiko đã cảm thấy gia đình chồng không yêu quý gì mình, nhưng cô vẫn vì muốn mẹ được vui mà đồng ý gả cho Tanaka. Những ngày tháng sau kết hôn như mặt hồ không chút gợn sóng vậy. Cuộc sống hàng ngày của Rumiko cũng như những người nội trợ khác, chăm sóc chuyện ăn uống ngủ nghỉ của chồng. Có điều vào buổi sáng sau khi tiễn chồng đi làm xong thì mới tới khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của cô. Vì ngày nào mẹ cô cũng đến dạy cô cách nấu những món ăn ngon. Tanaka có thích món ăn cô nấu không cũng không quan trọng, chỉ cần mẹ cô thích là cô sẽ vui sướng lạ thường. Có thể nói tất cả những điều cô làm đều là vì mẹ. Chỉ cần mẹ cô thấy là đúng thì cô cũng sẽ thấy là đúng. Cho đến một buổi sáng, cô đột nhiên cảm thấy không khỏe, liền trốn vào trong chăn khóc thút thít. Thực ra cô đã cảm nhận được trong bụng mình có một sinh mệnh nhỏ rồi. Nhưng cô không chia sẻ niềm vui này với chồng trước nhất. Gọi mẹ em đến đây đi, làm ơn. Anh biết rồi. Chỉ khi mẹ cô tới, cảm xúc căng thẳng sợ hãi trong cô mới giảm bớt. Thấy mẹ mình vui mừng vì một sinh mệnh nhỏ sắp chào đời, cô mới nín khóc mỉm cười, giống như mẹ cô nói vậy. Chỉ có như vậy thì sinh mệnh của hai mẹ con cô mới được tiếp nối. Ngày Kiyoka chào đời, thấy mẹ mình bế con bé, ánh mắt vừa yêu thương vừa vui mừng, Rumiko mới cảm thấy tất cả những vất vả trước đó đều là xứng đáng. Vì thế, Rumiko liền bắt đầu học theo mẹ, tận tâm dạy dỗ, kiên nhẫn đồng hành cùng Kiyoka trưởng thành. Từ đó về sau, cô bé Kiyoka đã trở thành một phiên bản thứ hai của Rumiko. Vì Kiyoka cũng học theo mẹ mình, nhìn thì như vô tình nhưng lại rất cố ý lấy lòng người lớn. Sau khi bà nội của Kiyoka tham gia hoạt động ở trường mầm non, bà lại càng khen ngợi cháu gái không ngớt miệng. Đây cũng là lần đầu từ khi kết hôn, Rumiko thấy được nụ cười của mẹ chồng. Mẹ rất tự hào, đều nhờ có con dạy dỗ tốt. Những ngày tháng nhìn như bình dị lại rất kỳ quái vẫn cứ thế trôi qua. Mỗi lần sau khi Tanaka ra ngoài đi làm, mẹ của Rumiko đều sẽ đến nhà chơi cùng cô và Kiyoka. Nếu Tanaka làm ca đêm thì mẹ Rumiko sẽ ở lại qua đêm luôn. Thấy mẹ mình thức đêm vất vả thêu cặp sách cho cháu ngoại, Rumiko rất đau lòng. Ngày hôm sau, Kiyoka nhận được quà của bà ngoại thì liền vui vẻ vừa hát vừa nhảy với bà, còn xin bà khâu cho mình một túi đựng đàn hình mèo Hello Kitty. Rumiko thấy cảnh này, kinh ngạc hoảng loạn đến mức làm rơi luôn hộp cơm làm cho Kiyoka để mang đến trường. Cô nói với Kiyoka, chú chim nhỏ trên cặp sách của cô bé là do bà ngoại thêu từng đường kim mũi chỉ, nhất định phải quý trọng. Kiyoka có vẻ nghe hiểu ý của mẹ mình rồi, cho nên đã chạy đi nói với bà ngoại là không cần túi đựng đàn hình mèo Hello Kitty nữa, cô bé thích nhất vẫn là hình chim nhỏ bà ngoại thêu cho. Vì Rumiko cảm thấy một khi Kiyoka thích hình khác thì có nghĩa là đã phủ định tấm lòng của mẹ mình cố công may từng đường kim mũi chỉ. Nhưng bà ngoại vẫn bỏ vào trong túi đựng đàn có hình chim nhỏ một hộp bút hình mèo Hello Kitty. Điều này khiến Rumiko không vui. Con khách sáo gì vậy chứ? Con bé có phải cục cưng của một mình con đâu. Đặc biệt là sau khi cô nghe mẹ nói câu này, cô lại càng buồn hơn. Vì cô không còn là cục cưng duy nhất của mẹ nữa. Còn nhớ đêm đó, mưa rất to, bên ngoài trời cũng bắt đầu nổi bão. Kiyoka rất sợ. Nhất là khi mất điện, lại nghe tiếng sấm sét bên ngoài, cô bé càng dính sát vào bà ngoại không ngừng đòi ôm. Vì vậy, bà ngoại đã dịu dàng nói với Kiyoka là tối nay sẽ ôm và ngủ cùng cô bé.
Điều này khiến vẻ mặt Rumiko trở nên khó chịu, vì từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ngủ cùng giường với mẹ bao giờ. Cô cẩn thận dè dặt hỏi mẹ có thể để ba người cùng ngủ một phòng được không? Không ngờ lại bị mẹ từ chối ngay lập tức. Chỉ một lần này thôi cũng không được ạ. Không được. Rumiko càng thêm ghen tị với con gái của mình. Đến đêm khuya, gió bão làm đổ cái cây to bên cửa sổ. Cây đè trúng tủ quần áo cùng hai bà cháu Kiyoka đang ngủ say. Rumiko lo lắng đứng ngoài cửa gọi, ngọn nến bị gió làm đổ cũng lập tức khiến cả căn phòng bốc cháy đùng đùng. Trong lúc nguy cấp, Kiyoka đã nhanh chóng đưa tay về phía mẹ. Mẹ ơi cứu con với. Nhưng không ngờ Rumiko lúc này lại hoàn toàn làm ngơ Kiyoka, chỉ lo cứu mẹ mình. Sau đó, bọn họ không còn nhớ đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ nhớ mẹ Rumiko đã vĩnh viễn ở lại trong trận hỏa hoạn lần ấy. Chúng ta sẽ hồi tưởng lại mọi chuyện theo góc nhìn của Kiyoka. Từ nhỏ Kiyoka đã sống trong một gia đình nhìn thì có vẻ hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Mỗi ngày thời gian cô bé gặp bà ngoại còn nhiều hơn gặp bố. Ngày nào mẹ cũng dạy cô bé phải nói năng thế nào, hành xử ra sao mới có thể khiến bà ngoại thích cô bé hơn. Nếu cô bé thể hiện tốt, làm bà vui thì cũng sẽ được mẹ Rumiko khen ngợi và yêu thương. Cho dù cô bé biết mình chỉ là một công cụ để Rumiko thêu dệt nên bức tranh hạnh phúc, nhưng chỉ cần Rumiko được vui, cô bé sẽ cam tâm tình nguyện nỗ lực vì điều đó. Chỉ là một khi cô bé quá thân thiết với bà ngoại, Rumiko sẽ phẫn nộ lạ thường. Kiyoka nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện, thực ra trong lòng vô cùng nhạy cảm nhát gan. Cô giống hệt mẹ mình, rõ ràng đều là kiểu người luôn lấy lòng người khác. Cô bé cho rằng chỉ cần mình cẩn thận lấy lòng Rumiko thì nhất định sẽ có được tình yêu thương chân thành từ mẹ. Chỉ là không ngờ vào thời khắc nguy cấp, Kiyoka đang hôn mê lại nghe thấy mẹ nói chỉ muốn cứu bà ngoại. Từ sau khi bà ngoại mất, Rumiko liền coi như không thấy sự tồn tại của Kiyoka luôn. Bất kể Kiyoka có làm gì thì Rumiko mẹ cô bé đều sẽ chán ghét cùng cực. Cũng từ sau khi bà mất, gia đình Rumiko đã chuyển về sống trong căn nhà ở quê của mẹ chồng. Để lấy lòng mẹ chồng, ngày nào Rumiko cũng làm ruộng, làm việc nhà, chăm lo việc ăn uống ngủ nghỉ của cả đại gia đình. Cho dù là vậy thì cô vẫn không được mẹ chồng coi trọng. Ngày nào cô cũng phải chịu sự soi mói và hà khắc mà người thường không thể chịu đựng nổi. Cô nhìn xem, chỉ có mấy món thế này thôi à? Mà toàn cái thứ gì đây? Chẳng có mùi vị gì cả. Nhạt quá ạ, con đi nêm lại ngay đây ạ. Không cần nữa đâu. Theo cách nói của cô thì ở trong nhà này phải nín thở, coi mình như người vô hình, nếu không thì dù có phát ra một chút tiếng động, phạm chút sai lầm thôi là sẽ bị mẹ chồng chỉ trích chửi mắng không ngừng. Cứ xả nước ào 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 ào, rốt cuộc là cô rửa cái gì thế hả? Ồn ào chết đi được. Việc nhà nặng nhọc khiến Rumiko bận không ngơi tay, không thở nổi. Cho dù sốt cao, trời thì nắng gắt, cô cũng phải kiên trì làm việc. Vào thời khắc cô yếu đuối nhất, đột nhiên cô thấy một bông anh đào nở hoa rực rỡ trên cây. Cô biết đó là sự cổ vũ và khẳng định mẹ dành cho cô. Từ đó cô càng cố gắng làm việc hơn, nghĩ tới một ngày nhất định cô sẽ được trở thành con gái của mẹ chồng, được bà khen ngợi và yêu thương. Lại tới bữa tối, nghe mẹ chồng không ngừng mắng mỏ người mẹ cần cù chịu khó của mình, Kiyoka cuối cùng không nhịn nổi nữa, lên tiếng bênh vực mẹ mình. Ngày nào mẹ cháu cũng làm việc từ sáng đến tối, còn phải làm việc nhà. Chuyện trong nhà bà có giúp được gì đâu. Không vừa ý thì dọn ra ngoài. Đừng có quên là do nhà chúng mày cứ đòi về đây sống. Điều này khiến Rumiko một lần nữa chìm trong bi thương vô cùng. Đêm khuya, Rumiko đến phòng Kiyoka không ngừng đánh cô bé. Hỏi đi hỏi lại rằng tại sao lại phải hủy hoại hình tượng mình vất vả mãi mới xây dựng được. Thực ra Kiyoka cũng chỉ đành giả vờ ngủ say, im lặng chịu đựng. Ngày hôm sau, để bù đắp vụ mình lỡ lời, Kiyoka đã chủ động giúp đỡ mẹ. Không ngờ Rumiko lại đẩy cô bé ra. Tay mày ấm ấm lại còn dính dính, ghê tởm. Từ đó về sau, mỗi lần ở bên cạnh mẹ, Kiyoka đều sẽ dùng xà phòng trà sát thật mạnh đôi tay ướt mồ hôi của mình. Sự cẩn thận dè dặt và cố ý lấy lòng của cô bé cuối cùng cũng khiến thái độ Rumiko trở nên hòa hoãn hơn. Nhưng cũng lúc nóng lúc lạnh, nắng mưa thất thường. Một hôm, lại thêm một chuyện nữa xảy ra khiến Rumiko đau lòng. Em chồng cô, Risuko đột nhiên từ chức ở công ty. Nhưng mẹ chồng Rumiko lại chẳng hề trách cứ, ngược lại còn sót con gái ngày nào cũng phải gõ máy tính, khiến đôi tay nhỏ bé nõn nà kia phải mệt mỏi. Rumiko trốn trong phòng bếp nhìn đôi tay bắt đầu đầy vết chai của mình, thất vọng vô cùng mà vẫn không thay đổi niềm tin trong lòng. Một hôm, Risuko đến phòng Rumiko để hỏi vay tiền, vì cô ta yêu một anh nhà nghèo, muốn bỏ trốn với anh ta. Rumiko nói với Risuko mình chỉ là một bà nội trợ, trong tay đâu có tiền bạc gì. Risuko cảm thấy là chỉ cần Rumiko chịu bán căn nhà của người mẹ đã mất kia đi là sẽ có tiền cho mình vay. Nghe suy nghĩ vặt vãnh này của Risuko, Rumiko kinh ngạc vô cùng. Vì thế, Rumiko đã nói bí mật của Risuko ra cho tất cả mọi người biết. Risuko cũng thành công bị mẹ mình nhốt trong phòng. Chỉ có điều khi bà ra ngoài đi làm, Kiyoka đã lén lút thả Risuko ra ngoài. Nghe mẹ chồng mình mắng chửi Kiyoka, Rumiko không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ. Vì trong suy nghĩ của cô, chỉ cần Risuko đi, mẹ chồng cô sẽ thân thiết ỉ lại vào cô, coi cô như con gái của mình. Nhưng trên thực tế những ngày sau đó, mẹ chồng cô càng thêm ghét bỏ Rumiko và Kiyoka. Một điều khó mà tưởng tượng được là dù cho Rumiko có cố gắng thể hiện bản thân ra sao đi nữa thì trong mắt mẹ chồng, cô cũng chỉ là một đại tiểu thư không hiểu sự đời đang chơi trò gia đình mà thôi. Cuối cùng Kiyoka cũng lấy hết can đảm khuyên Rumiko đưa bà nội đến viện dưỡng lão. Kết quả không cần nói cũng biết, lại bị mẹ mắng một trận. Giờ con được sống ở đây đều là nhờ phúc của bà nội đấy.
sao con có thể nói ra những lời hỗn láo như vậy? Một hôm, sau khi tan học, Kiyoka vốn lên xe buýt để về nhà bà ngoại ở quê, lại tình cờ nhìn thấy bố mình đi về phía căn nhà của bà ngoại ngày trước. Sự tò mò thôi thúc, Kiyoka đã đi theo bố. Cô bé thấy bố mình và bạn học cũ Mitsuko ăn cơm cùng nhau. Thì ra trước đó Rumiko đã cho Mitsuko thuê căn nhà cũ của mẹ mình. Giờ đây nơi này cũng trở thành thiên đường của bố Kiyoka. Vì món bò hầm trên bàn ăn là món ăn Kiyoka chưa từng được thấy. Chỉ vì bà ngoại không thích ăn thịt bò nên Rumiko chưa từng làm món này bao giờ. Cũng có nghĩa là Rumiko chưa từng thực sự quan tâm sở thích của chồng. Nguyên nhân thực sự khiến Tanaka tìm đến đây là vì không thể chịu nổi tình mẹ con ngạt thở giữa Kiyoka và Rumiko. Ngày nào cũng nhìn con gái của mình cố lấy lòng vợ mình mọi lúc mọi nơi, nhìn Kiyoka không ngừng đánh mất bản thân trong suốt mấy năm qua, coi sở thích của mẹ mình là của mình, giống hệt như Rumiko năm xưa vậy. Con liều mạng muốn lấy lòng mẹ con, nhưng mẹ con lại cố ý làm lơ con. Chỉ cần con không lấy lòng mẹ mình nữa là con sẽ có thể sống thoải mái hơn. Đồng thời cũng nói ra luôn sự thật về việc bà ngoại qua đời năm đó. Trong tai nạn năm đó, Rumiko chỉ chọn cứu mẹ mình, không quan tâm đến sống chết của Kiyoka. Đừng mà, đừng, con muốn cứu mẹ, con có thể sinh đứa khác mà. Vì muốn cứu Kiyoka nên bà ngoại đã dùng kéo kết liễu mạng sống của mình. Để hoàn thành sứ mạng cuối cùng của mẹ, Rumiko đành phải cứu con gái đang hôn mê ra ngoài. Cũng vì vậy mà cô căm ghét Kiyoka vô cùng. Sau đó, nghi hoặc của Kiyoka cuối cùng đã được giải đáp. Cô bé không ngừng xin lỗi mẹ, cũng gợi lại luôn ký ức đau đớn nhất sâu trong đáy lòng mẹ mình. Cô chậm rãi đi về phía con gái, ngoài miệng nhỏ nhẹ nói mẹ yêu con, hai tay lại không kìm chế được mà bóp cổ Kiyoka. Kiyoka giãy ra được, chạy về phòng, rốt cuộc cũng hiểu ra. Bất kể cô bé có nỗ lực thế nào thì cũng không thể có được tình yêu thương từ người mẹ Rumiko. Cuối cùng, cô bé dùng một sợi dây thừng treo mình lên cây tự sát. Cũng may bà nội đã kịp thời phát hiện. Lần này trong lúc hôn mê, Kiyoka nghe rất rõ Rumiko đang gọi tên mình. Có lẽ là nhờ sức mạnh ấy, Kiyoka vốn định từ biệt thế giới lại tỉnh lại. Cô cảm nhận được đôi tay ấm nóng của mẹ nắm chặt tay mình. Lần này, mẹ không còn ghét bỏ đôi tay mồ hôi dính dấp của cô bé nữa mà là thật lòng lo lắng cho an nguy của cô bé. Sự sám hối chân thành của Rumiko, hy vọng Thượng Đế sẽ ban cho cô sức mạnh để có được và trao đi tình mẹ. Nhiều năm sau, được mẹ yêu thương chăm sóc, Kiyoka đã thuận lợi trưởng thành và cũng xây dựng gia đình mới của riêng mình. Cho đến một ngày, cô cảm thấy cơ thể mình không khỏe. Khoảnh khắc đó giống như Rumiko ngày xưa đầy sợ hãi bất an vậy. Vì thế cô đã gọi cho mẹ mình. Mẹ cô cũng dịu dàng như bà ngoại cô năm xưa, bảo cô đừng sợ. Đứa bé trong bụng chính là sự nối tiếp sinh mạng của họ. Cùng lúc đó, cuối cùng Rumiko cũng được mẹ chồng chấp nhận. Vì sau khi bà mắc bệnh người già đãng trí, bà không nhớ bất cứ người thân nào của mình nữa, chỉ nhận định Rumiko ngày nào cũng tận tâm chăm sóc bà là con gái của bà thôi. Lần đầu gặp mặt, Rumiko là đứa con gái tôi yêu thương nhất. Bộ phim kết thúc tại đây. Nhưng thực ra đây là một câu chuyện rất đáng sợ. Mỗi nhân vật trong phim đều không có được sự cứu rỗi cho riêng mình mà đang không ngừng nối tiếp tình cảm mẹ con kỳ quái này. Trong ký ức tuổi thơ của Kiyoka, cô bé từng nói một câu thế này. Cô bé có thể cảm nhận được rất rõ ràng tình yêu bà ngoại dành cho mình, nhưng lại không thể cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho mình, càng không cảm nhận được tình yêu bà ngoại dành cho mẹ. Cho thấy rõ bọn họ đều không phải người có được tình yêu của mẹ. Nguyên nhân căn bản là do họ chưa từng được cảm nhận tình yêu thực sự từ mẹ. Bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn nổi tiếng Nhật Bản Kanae Minato. Còn có một số tác phẩm khá kinh điển như Confession, Inu no Temi cũng đều được viết ra dưới ngòi bút của Ken Minato. Được rồi, bộ phim hôm nay nói đến đây thôi nhé. Nếu bạn thích những tác phẩm duy lý kinh dị kiểu này thì hãy follow tôi tiếp nhé. Tôi là người review cho các bạn. Hẹn gặp lại ở video sau.